Em ơi, lá dứa sọc vàng đấy nhá. Cây đẹp lắm. Cây thì một cây nó là một bụi như này. Đấy. 1, 2, nói chung là một bụi 4, 5, 6 ngọn. Ví dụ như này. Nhưng cũng có những cái cây nó ngọn bé, nó tua tủa như này, chứ không ai đếm ngọn đâu em ạ. Đây. Đấy, còn cái cây thì bầu cây nó như thế. Lấy số lượng cụ thể như nào thì báo lại chị nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây lá dứa sọc vàng ạ, xin vui lòng alo nhá. Số điện thoại là 0977 797 3535 ạ. Cảm ơn các bạn nhiều nhá.